Như chúng ta đã biết, để chọn một sản phẩm tốt chưa chắc bạn đã có thể chăm sóc da tốt nhất. Bởi thực tế còn phải chú trọng đến yếu tố sản phẩm đó có phù hợp với làn da bạn đang sở hữu hay không. Chính vì vậy mà để đạt được hiệu quả tốt nhất khi sử dụng, bạn cần phải biết serum Centella dành cho da gì, để từ đó xem thử sản phẩm có phù hợp với da của mình hay không nữa. Trong video này, Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm serum Centella, xem nó phù hợp cho da mình không nhé. Bên mình là Shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của Shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, Shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Serum Centella với thành phần vô cùng hoàn hảo, với 100% chiết xuất rau má cao cấp mọc hoang dại ở vùng Madagascar và chuyển đến Pháp. Vì vậy, serum Centella có thể sử dụng được cho các loại da như da dầu, da khô, da hỗn hợp. Vì hoạt chất mây acid, acid có trong rau má, rất tốt trong việc cải thiện cho làn da gặp nhiều vấn đề, nên nếu như là da của bạn đang nổi mụn hay mẩn đỏ, thì đây là sản phẩm mà bạn không thể bỏ qua đâu nhé. Vì bên mình chuyên bán serum Centella, nên có được mọi thông tin phản hồi từ nhiều khách hàng đã sử dụng. Bạn chỉ cần mua được đúng hàng chính hãng là yên tâm sử dụng nhé. Vì mua phải hàng giả thì hậu quả khó lường, có nhiều người dùng phải hàng giả khiến cho da bị tổn thương, rồi mãi mà vẫn không trở lại bình thường như trước được, thật sự buồn và tiếc nuối, chưa kể tốn quá nhiều tiền để chữa trị nữa. Mà tìm không đúng người thì chưa chắc đã trị khỏi nữa nhé. Serum Centella cũng là một trong những hãng được nhìn nhận cao về chất lượng và độ lành tính. Hầu hết những mẫu sản phẩm được sản xuất đều được những chuyên viên nghiên cứu và điều tra kỹ lưỡng về những thành phần. Sản phẩm hiện đang được phân phối chính thức rộng rãi trên thị trường, nên những mẹ bầu hoàn toàn có thể thuận tiện tìm mua tại những shop uy tín để tránh tổn hại cho da. Serum Centella có thành phần được chiết xuất 100% từ rau má. Nó hoàn toàn có thể mang lại công dụng cải tổ thực trạng viêm mụn, da tổn thương hoặc nhạy cảm một cách hiệu suất cao. Tinh chất rau má rất giàu vitamin và khoáng chất, còn tương trợ hồi sinh làn da sau mụn và ngăn ngừa tái phát. Sản phẩm có kết cấu khá lỏng, nên khi thoa lên da sẽ thấm rất nhanh và làm làn da mịn màng hơn rất nhiều. Sản phẩm không chứa hương hiệu và được sản xuất tinh chế nên không có mùi hương. Đây cũng chính là một trong những ưu điểm đảm bảo an toàn cho mẹ bầu khi sử dụng serum Centella nhé. Serum rau má Centella hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum Centella hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.